Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các tín giả của Việt Radio. Đây là chương trình Chào Bình Minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning quý anh. Yeah, good morning anh Bảo, anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán giả của Chào Bình Minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán giả. Chào anh Bảo, chào anh Cơ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được lược sơ vô một số tin của sáng ngày hôm nay. Đại sứ Sondland ra điều trần khai nhiều điều bất lợi cho Tổng thống Trump. Tranh luận của đảng Dân Chủ tối hôm qua không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là nhàm chán và vô bổ. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật nhân quyền cho Hồng Kông và Tổng thống Trump chuẩn bị ký. Gần 100 người đang cố thủ bên trong Đại học Bách Khoa Hồng Kông trong khi cảnh sát bao vây bên ngoài. Hoa Kỳ bác bỏ tin đồn rút quân ra khỏi Nam Hàn. Đảo Tuvalu không để Trung Hoa bồi đắp bãi cạn chống nước ngập và họ đồng ý giữ liên lạc với Đài Loan. Vẫn còn biểu tình tại thủ đô Iraq ngày hôm nay, 2 người chết và 38 người bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Nga các phương cách giải quyết vấn đề về quân người Kurds tại miền đông bắc Syria. Trung Hoa bác bỏ các tin sai lạc đồn đãi về việc tại sao chưa ký thương ước đợt 1. Hoa Kỳ chuẩn bị di chuyển các di dân bất hợp pháp bị bắt ở biên giới Mỹ và Mexico trở về Guatemala. Hạ viện Hoa Kỳ chuẩn bị một dự luật phá các bản án cần sa trên hồ sơ tư pháp liên bang. Bộ Giáo dục công bố thống kê về tiền nợ khi đi học, tiền lương khi ra trường tại nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump, Tổng giám đốc Apple, ông Tim Cook viếng cơ sở lắp ráp MacBook tại Texas. DNA test cho thấy ông Hunter Biden là bố của một em bé khi ông này đang dating người chị dâu của mình sau khi chồng của bà này chết. Thái tử Andrew thôi không còn làm các chương trình giúp đỡ công chúng của Hoàng gia Anh. Đức Giáo Hoàng trong cái cuộc viếng thăm Thái Lan đã lên án việc bóc lột phụ nữ và trẻ em ở vùng này. Bắc Hàn từ chối tham dự hội nghị ASEAN sắp sửa họp tại Nam Hàn vào tuần tới. Tổng thống Sri Lanka đề cử anh mình để làm thủ tướng. Tin Việt Nam, đàn áp đối lập ký giả Phạm Chí Dũng bị bắt và nghiên cứu quy hoạch đường sắt Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng. Kính thưa quý khán giả, khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết. Thì ông Đại sứ Sondland đã ra điều trần khai rất là nhiều điều bất lợi cho Tổng thống Trump. Vấn đề là bây giờ, thứ nhất là bên phía Đảng Cộng Hòa có tin và dân chúng Mỹ có tin khi ông tuyên bố cái điều này trong cái phiên điều trần ngày hôm qua ở trên trực tiếp truyền hình toàn quốc của Hoa Kỳ hay không? Ông có xác nhận có chuyện gọi là quid pro quo, tức là trao đổi qua lại giữa Tổng thống Trump và bên phía Ukraine, và do chính Tổng thống Trump là người điều động cái chuyện này. Xin nhắc lại thật nhanh ở đây để quý vị hiểu tại sao cái cụm từ gọi là quid pro quo, có bánh ích đi bánh quy lại, nó xoay quanh cái chuyện là bên phía ông Trump muốn bên Ukraine điều tra công ty Bresson, tức là một công ty năng lượng mà con ông Joe Biden, cũng như là ông Joe Biden đã đưa ra những lời hăm dọa là cắt chức ông công tố viên trưởng của bên Ukraine khi đang điều tra cái vụ này.
thì đổi lại bên phía Tổng thống Trump sẽ giải ngân cái số tiền 380 triệu đô la còn lại từ cái thời mà tiền viện trợ quân sự của dưới thời Tổng thống Obama, mà lúc đó ông Joe Biden là phó tổng thống, sẽ tháo khoán cái khoản tiền đó. Thì xoay quanh cái chuyện Poco là như vậy, quid pro quo là như vậy. Ngoài ra thì trong cái lời khai ngày hôm qua của ông Gordon Sondland là đại sứ Mỹ tại Liên Âu còn có cho biết không những Tổng thống Trump chỉ thị mà còn có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Phó Tổng thống Mike Pence, quyền tránh văn phòng Bạch Cung Mick Mulvaney cũng dính dáng trong cái vụ lùm xùm này. Mời anh cơ. Dạ vâng, thứ nhất là ai cũng thấy rằng là cái vụ này nguyên tắc nó là sai trái. Cho nên họ nói rằng là cái vụ ông Sondland này, ông ra đưa ra cái lời mà cáo buộc như vậy đó, thì khiến cho người là ông bỏ tất cả mọi người ở phía dưới cái bánh xe buýt để mà cán nát, mà trong đó có luôn cả Phó Tổng thống Pence là cái người từ xưa tới giờ nó vẫn không dính líu gì đến vụ này. Nhưng mà ai cũng nhớ rằng là trong cái buổi nói chuyện với Tổng thống Ukraine thì chính bên cạnh ông Tâm là ông Pence. Đó là cái điều đáng nhớ. Điều thứ hai nữa rằng chúng ta cũng không hiểu tại sao ông Sondland lại là một đại sứ thôi, đại sứ của Liên Âu mà lại dính líu trong cái vụ này. Trong khi ông là đại sứ mà không phải là cái người mà đại sứ chuyên nghiệp, mà chỉ là cái người mà bôi trơn. Tức là ông đã có một triệu bôi trơn cái hệ thống cái ngày mà nhậm chức của ông Trump và được ông Trump cho đi làm đại sứ tại Liên Âu chỉ vì có một triệu đô la tặng cho cái quy. Chính xác là quid pro quo, bánh ít đi bánh quy lại. Thì đó, nhưng mà không hiểu tại sao ông lại dính líu vô cái vụ này thì đó cũng là một cái điều bất thường. Nhưng mà cái vụ này là rõ ràng là ông này ông nói về trái hạng với những lời từ trước, là người này nói rằng tôi nghe rằng, hay là tôi nói rằng, còn ông này thì ông nói thẳng là không, chính tôi là được ủy thác của ông Trump để làm cái chuyện đó. Thành ra đây cũng là một cái chuyện hết sức là lạ lùng. Thành thử ra bây giờ đó, chờ công luận tin hay không tin. Và bên ông Noonan, tức là bên phía Đảng Cộng Hòa, phản biện như thế nào về cái vụ này? Thì cả hai bên đều coi như là cái đây là cái những lời mà ông Sondland nói, coi được họ ví như là một cái trái bom mạnh nhất từ xưa đến giờ trong cái cuộc điều trần để chốt phế Tổng thống Trump. Gây khó thì, cho Tổng thống Trump. Thì bên Đảng Cộng Hòa cũng như Tổng thống Trump đang tìm cách để phải, bây giờ người ta nói thì bây giờ mình phải đỡ, không là mình phải giải thích thanh minh thanh nga. Tổng thống Trump thì muôn đời vẫn là vì đó là Trump. Tổng thống Trump nói là tôi không có biết rõ về cái ông này. I don't know this man very well. Ông nói như vậy mặc dù là chúng ta đã nói, các anh đã nói là ông này ông tặng Tổng thống Trump 1 triệu đô la trong cái buổi lễ tuyên thệ và để đổi lại thì ông được cái chức vụ đại sứ. Nhưng mà phản ứng của bên ông Trump thì ông nói tôi không biết người này. Thứ anh cái chuyện nó là lắm. Bởi vì nếu mà ông đi, ông không phải là một cái người chuyên nghiệp thì tại sao ông Trump lại nhờ ông đi làm một cái vụ hết sức là chuyên nghiệp như vậy? Dạ vâng. Là cái chuyện là đó mới là đó mới là chuyện là bởi vì có những cái việc làm mà người khác làm đó thì sẽ bị để ý. Những người mà không có trước đến giờ không có dính líu á, mà làm không có ai để ý tới cái chuyện đó thì đó là một trong những cái lý do. Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy đó, bên Đảng Cộng Hòa thì họ vẫn một mực họ binh vực Tổng thống Trump. Ít, rất là ít người, có một số người thôi họ không binh vực. Chuyện nó rất là rõ ràng, cái người tin tưởng vào cái chính sách của đảng thì họ lúc nào họ cũng đi theo đảng hết. Mặc dù họ không có thích ông Trump nhưng họ vẫn phải binh ông Trump. Chúng ta tin vào tôn giáo, chúng ta tin vào Đức Chúa, chúng ta tin vào Đức Phật, nhưng mà chúng ta tới chùa chúng ta thấy ông sư hay là ông cha mà chúng ta cảm thấy là không có tôn trọng, chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta vẫn tin vào có cái niềm tin của tôn giáo và chúng nhưng ta vẫn đi chùa đó, nhưng vẫn không phải vẫn là đổi đi chùa khác, không đổi chùa khác, vẫn đi chùa, vẫn là khi mà đi nhà thờ và vẫn cúng dường và vẫn đưa tiền cho nhà thờ để xây nhà thờ cho lớn hơn. Tại vì chúng ta có cái niềm tin ở Thiên Chúa, chúng ta có niềm tin ở Phật. Còn cái ông cha hay ông sư đó chỉ là một người trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Thì bây giờ Tổng thống Trump cũng vậy. Tổng thống Trump cũng là một người tổng thống trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Đảng Cộng Hòa là một chuyện,
Tổng thống Trump là một chuyện khác. Chúng ta không có thể nào mà nhắm mắt mà binh vực ông Trump một cách gọi là mù quáng được hết. Những gì ông làm sai thì chúng mình ta phải nói thôi. Dạ vâng, còn cái niềm tin vào đảng thì mình, mặc dù tới cuối năm đi bầu, chúng ta vẫn, chúng ta nói là đây là tất cả mọi người, không phải là riêng cá nhân của mình, nhưng mà chúng ta vẫn đi bầu cho Tổng thống Trump, và bởi vì chúng ta bầu cho đảng Cộng Hòa, chứ không phải là chúng ta bầu cho cái cá nhân của ông Trump đó. Bởi vì đảng chúng ta hy vọng là có một ông nào khác đỡ hơn trong cái tương lai, thì cái đó là cái chuyện mà chúng tôi thấy nhiều. Chúng tôi mình phải nói rõ là tổng thống là tổng thống, đảng Cộng Hòa là đảng Cộng Hòa, dân chủ là dân chủ, tổng thống là tổng thống, thì nó rõ ràng hơn một chút xíu. Và ngày hôm qua cũng đã có cái buổi tranh luận của đảng dân chủ. Đảng dân chủ thì cái người ta nghĩ là mình sẽ làm gì khi mà trên cuộc đời này không còn tổng thống Trump nữa. Thế mà đảng dân chủ đắc cử. Nhưng mà thật ra đó thì ngày hôm qua trong cái buổi tranh luận đó, thì chúng ta thấy nó cũng không có cái gì đặc sắc hết đó. Là bởi vì thứ nhất là nói tới người dẫn đầu 25% dẫn đầu trong cái cuộc thăm dò dân ý là ông Joe Biden. Ông vẫn lặp đi lặp lại là không có thể ai có thể bằng ông ta. Ông có cái sự không có cái bề dày kinh nghiệm chính trị, và ông biết rằng chắc chắn ông sẽ được đảng dân chủ đề cử, và ông sẽ tăng cái con số thượng nghị sĩ cũng như dân biểu dân chủ của đảng dân chủ vào trong quốc hội. Ông không có một cái điều gì mà nó rất là đặc sắc để cho người ta thấy rằng là bật nổi lên, nó nổi bật lên ở trong cái cuộc debate. Bà Elizabeth Warren thì bà này dù sao đi nữa bà cũng có một cái chương trình của bà là Medicare for All, tức là tất cả mọi người đều có Medicare, và mai mốt cái bảo hiểm tư nhân sẽ không còn nữa, không ai đi đóng bảo hiểm tư, đóng tiền bảo hiểm cho những công ty tư nhân nữa. Thì cái chương trình của bà rất là nhiều người phản đối, không có phải là ai cũng đồng ý, ngay cả những người trong đảng dân chủ cũng phản đối cái điều đó, nhưng mà tối thiểu bà cũng có một cái điều gì để bà nói ra, một cái platform, một cái chương trình của bà đi theo. Ông Bernie Sanders thì ông Bernie Sanders này ông cũng theo suýt soát với lại cái bà Warren trong cái việc thăm dò dân ý. Điểm của ông với bà Warren cũng sát nhau lắm, cũng không có gì. Nhưng mà ông Bernie Sanders ngày hôm qua cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Rồi cái người mà được cái thời gian mà nói mà ít nhất là ông Andrew Yang. Ông này ông rất là, ông người ta không cho nhiều giờ ông nói, nhưng mà ông lại làm cho mọi người cười lớn nhất là khi mà ông được hỏi là nếu ông đắc cử mà cái câu nói đầu tiên ông nói với Tổng thống Putin của Nga thì ông sẽ nói gì, thì ông này ông trả lời là tôi sẽ nói là xin lỗi nha, chúng tôi đã thắng rồi. Rất là ý mà mọi người đều cười, có nghĩa là ông ý ông nói là tôi đã thắng các anh rồi, xin lỗi, tức là ông dồn bên Nga, bên Putin và bên ông Trump thành một group, thành thử ông ấy nói là sorry I won't thắng, thành thử là cái đó là nó làm cho mọi người bật lên cười. Thì đó là tóm tắt sơ sơ về cái việc tranh luận của những ứng cử viên đảng dân chủ ngày hôm qua. Chắc chắn là những cái tên tuổi mới và tuyên bố coi như là vung xích chó đó viển vông và coi như là hoang tưởng như là Andrew Yang sẽ bị rớt đài lụp bụp, sau cùng chỉ còn lại Peter Buttigieg, Joe Biden, Elizabeth Warren và có thể là Bernie Sanders thôi. Còn những nhân vật khác là coi như là sẽ rớt đài. Nhưng mà tụ chung đó anh bảo tôi không biết là anh đảng tịch nào tôi cũng không dám hỏi. Nhưng mà cái cuộc tranh luận tối ngày hôm qua của bên đảng Dân Chủ lần thứ 5 ở tại Atlanta đó, tôi đồng ý với cái nhận xét của anh Phạm Cơ khi anh dùng cái tiểu tựa là nhàm chán và vô bổ. Không có cái gì mới hết cả. Tôi cũng theo dõi thì loanh quanh cũng là những cái đề tài cũ rích mang ra xài lại, vấn đề thương chiến, rồi vấn đề chỉ trích Trump, rồi ông Jeff Epstein bị chết ngày hôm qua, rồi chuyện Supreme Court với lại Dhaka v.v. Tôi chờ đợi đối thủ lôi cái xì căng đan coi như là nóng rực, mà lát nữa trong phần thứ hai của Chào Bình Minh chúng tôi cũng sẽ điểm qua ngay cơ, tức là Hunter Biden. Có con rơi ở Arkansas, con của ông Joe Biden, và trong lúc đang tị tẹo với lại chị dâu quá của mình,
Đó là cái trái bom. Nói là người ta chờ đợi cái vụ đó được đưa ra. Save the best for last. Ok, anh cơ. Thôi thì mời anh Bảo, tại vì chúng ta đi đâu loanh quanh cho đời mọi mệt. Cho đời mọi mệt. Tự nhiên anh hiền vậy anh cơ. Chúng ta có thể nói tin. Lòng từ bi bất ngờ. Chúng ta có thể nói tin đó ngay bây giờ. Vì thôi, chờ. Chờ. Vậy là cho quý khán giả nơi đây anh chờ, nơi kia em chờ, trong gian nhà, nhỏ mẹ cũng ngồi chị chờ. Cũng ngồi chờ đã bao năm. Dạ, vâng, thôi mình chờ nửa tiếng nữa thôi, không có nhiều. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật nhân quyền cho Hồng Kông và Tổng thống Trump thì chuẩn bị ký. Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua đã chấp thuận cái đạo luật nhân quyền và dân chủ dành cho Hồng Kông với cái tỷ lệ rất là cao, 417-1. Thì cái luật này là do ông thượng nghị sĩ Marco Rubio, Cộng hòa của bên Florida, ông là tác giả của dự luật. Trong cái ngày hôm qua mà được coi như là đồng thuận thông qua tại Thượng viện đó, thì ông có tuyên bố đây là một cái bước quan trọng trong cái việc quy trách nhiệm các giới chức của Trung Hoa Cộng sản và Hồng Kông trong việc làm giảm quyền tự trị của người dân và vi phạm nhân quyền. Dĩ nhiên là chờ đợi Tổng Trump sẽ ký trong cái luật này trong ngày hôm nay. Ông Rubio cũng là người mà cũng chống Trung Hoa Cộng sản rất là mạnh, đặc biệt là trong những cái trường đại học có liên quan tới cái viện Khổng Tử đó, mà coi như là bên phía Trung Hoa lợi dụng cái chuyện đó để mà cài đặt người hoặc là tuyên truyền, thưa anh cơ. Dạ vâng, thì ngày hôm qua là phải nói không phải là chỉ có một đạo luật thôi, mà có tới hai đạo luật. Một đạo luật thì quy trách nhiệm cho Trung Hoa trong vấn đề Hồng Kông, và đạo luật đó đe dọa rằng là nếu người Trung Hoa nào, nhân viên chính quyền nào mà tham dự vào cái vụ mà làm mất dân chủ ở tại Hồng Kông thì sẽ bị cấm vận của Hoa Kỳ, và đồng thời thì về chính quyền Hồng Kông thì sẽ được xét giả đánh giá về tự do dân chủ mỗi năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nếu như mà xét được thì lúc bấy giờ mới cho chính quyền Hồng Kông hưởng được những cái lời lộc khi mà phải buôn bán với lại là Hoa Kỳ. Rồi còn cái đạo luật thứ hai thì đạo luật này cũng buồn cười. Đạo luật này thì được Hạ viện chấp thuận trước, rồi lên Thượng viện thì Thượng viện cũng chấp thuận theo. Đây là đạo luật cấm bắn những vũ khí tấn công người biểu tình cho chính phủ Hồng Kông. Thì thiệt ra chính phủ Hồng Kông họ mua đâu chắc được, mà họ đâu cần gì phải mua của Hoa Kỳ. Vâng, tòa đại sứ của Trung Hoa khi mà được hỏi ý kiến về cái vụ này thì họ trả lời là no comment, không có nói gì hết. Nhưng mà ở bên Trung Hoa đó thì cái tờ báo People's Daily đó thì họ lên Nhân án dân Nhật báo. Nhân dân Nhật báo thì họ lên án Hoa Kỳ, họ nói là Hoa Kỳ đừng có xía cái mũi của quý vị vô những nội tình của những cái quốc gia khác, thì đó là phản ứng của Trung Hoa, của Bắc Kinh. Cũng liên quan đến tin của Hồng Kông thì gần 100 người đang cố thủ ở trong đại học và bách khoa Hồng Kông. Và trong khi đó thì cảnh sát họ bao vây bên ngoài. Dĩ nhiên họ bao vây có nhiều cách để họ có thể bắt những người này. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà người ta nói đó là hiện tại bây giờ điện nước ở trong trường đại học này vẫn còn, chưa có bị cúp. Tức là nếu mà có vẻ như họ sử dụng là cúp đi này. Nếu mà cúp điện, cúp nước hết thì cái việc mà tự thủ ở trong này nó trở thành rất là khó khăn. Nó cũng còn có một cái vấn đề nữa mà cái biện pháp an ninh tương đối là cũng rất chặt chẽ, mặc dù là tình hình hiện tại đó thực tế phũ phàng, là những bên ngoài những người biểu tình, cái số lượng người dân biểu tình nó đã bị giảm. Bên trong trường đại học thì vẫn là nóng bỏng và vẫn coi như là nội bất xuất ngoại bất nhập. Bởi vì cuối tuần này, ngày Chủ nhật, Hồng Kông sẽ có một cuộc bầu cử địa phương cho các nghị viên ở thành phố. Họ sợ rằng cái cuộc bầu cử này cũng sẽ bị gián đoạn vì những cái tình trạng bất ổn an ninh như vậy cơ. Dạ vâng, cái vụ này cho thấy rằng 100 người còn lại trong Hồng Kông có thể là có những cái người lãnh đạo của phong trào dân chủ. Bởi vì trong 2 ngày qua hay là trong 5 ngày thì cái trường Đại học Bách Khoa đó bị bao vây. Và trong 5 ngày đó người ta bắt được 1.000 người bên ngoài. 1.000 người ở trong khi mà họ đi ra gọi là có những cái cuộc tấn công ở trong đó đi ra, và họ bắt được 1.000 người, đồng thời 700 người thì tự nguyện ra đầu hàng, và trong đó có 300 người dưới 18 tuổi. Thì đó là cái tình hình ở tại phía trong trường Đại học Bách Khoa. Và bây giờ đây thì bản tin nói rằng còn 100 người ở trong đó, nhưng mà kể từ khi mà họ giải tán và họ đưa những cái người bắt được 1.000 người, nâng tổng số người bị bắt từ tháng 6 đến đây lên đến 5.000 người.
thì hiện giờ đây đó, ở ngoài biểu tình rất là ít và hầu như rằng không có đáng kể trong hai ngày vừa qua, thì đó là một nhận xét cho thấy rằng có thể 100 người trong đó là những phần tử chủ chốt của những người biểu tình. Bởi vì nếu mà không có phần tử chủ chốt này thì ai ra tay biểu tình được, thành ra họ bị cô lập ở trong đó và họ không có ra được, và ở bên ngoài thì không có người lãnh đạo, cho nên biểu tình họ không có thành công. Thì đó là một trong những chuyện mà có thể cảnh sát họ cũng nghĩ như chúng ta nghĩ thôi, cho nên họ là cương quyết bao vây, và ai đó như anh Bảo là có nhắc nhở họ này, cúp điện cúp nước đi cho tụi nó ra. Hoa Kỳ bác bỏ cái nguồn tin là họ sẽ, quân đội Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi khỏi Nam Hàn, thì Ngũ Giác Đài hôm qua họ đã bác bỏ cái nguồn tin từ một cái tờ báo ở bên Nam Hàn, khi mà báo này cho biết là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang dự tính rút bớt một số quân của Mỹ đang đóng ở bên Nam Hàn. Chúng ta biết là khi mà chúng ta đã nói nhiều lần là khi mà Tổng thống Trump ra ứng cử thì ông nói là tại sao mà mình phải đóng quá nhiều tiền cho NATO, tại sao mà mình đóng quân ở bên Nam Hàn mà Nam Hàn không chịu trả tiền. Rồi chúng ta cũng đã nói tới cái tin là Hoa Kỳ đòi 5 tỷ Mỹ Kim, rồi đang thương thuyết thì Hoa Kỳ cũng bỏ ra cái bàn họp và không họp nữa, và họ nói là để cho bên Nam Hàn có thêm cái thời giờ suy nghĩ là để đóng cái tiền, và Nam Hàn đã đồng ý chịu đóng thêm khoảng 900 triệu đô la. Nhưng mà cái việc mà tung tin là Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi Nam Hàn thì bây giờ chúng ta cũng không biết là đó là tin thật hay là fake news. Cũng không hẳn là fake news, nhưng mà là vô căn cứ khi mà cái tờ Chosun Ilbo tung ra cái tin này. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề là khi mà ông thống tướng MacArthur mà đánh bật coi như là quân đội của bên Trung Hoa về phía bên kia cái vĩ tuyến 38, cái sông Áp Lục đó, và lúc đó là chia đôi ra Nam Hàn, Bắc Hàn, thì Mỹ đã có một cái phòng thủ hỗ tương, một cái hiệp ước tương tự như là Đài Loan Phluật Tân, tức là họ có ký cái hợp đồng bao nhiêu năm, và từ bấy lâu nay trải qua bao nhiêu đời của Tổng thống, Hoa Kỳ luôn luôn coi như là một cái cường quốc để bảo vệ cho Nhật này, cho Nam Hàn này, cho Phluật Tân, không có thể nào một sớm một chiều mà rút ra hết được. Ông Trump thì ông luôn luôn là ông mạnh miệng, ông tuyên bố như vậy, vừa coi như là dơ cao đánh khẽ mà thôi. Nếu mà bên phía Nam Hàn đồng ý trả 5 tỷ đô la thì coi như mọi chuyện bình thường. Nhưng mà lần này thì rõ ràng là cái vấn đề mặc cả về cái chiến phí, cái số tiền mà Hoa Kỳ phải bỏ ra lớn quá để mà giữ lại những cái căn cứ này. Có thế thôi. Trong cái ngày thứ hai khi mà ông Espen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cùng với lại phái đoàn đi qua bên Nam Hàn và cái người thương thuyết về cái hợp đồng này đó, để ký lại mà Hoa Kỳ yêu cầu Nam Hàn trả 5 tỷ, nó không có kết thúc, hai bên đã bỏ ra giữa chừng tại vì không đạt được cái sự thỏa thuận chung. Anh cơ. Dạ vâng, thì cái hiệp ước và cái hiệp ước để cho Hoa Kỳ đóng quân thì tiền thuê bao thì đó nó là hết hàng năm gói rồi. Rồi họ thương thuyết không được, nhưng mà Nam Hàn chỉ đòi trả có gần 900 triệu đô la mà thôi, và Hoa Kỳ đòi tới 5 tỷ. Thì bây giờ đây hai bên không thương thuyết nữa, nhưng mà cái hiệp ước đó thì hiện nay đã hết hàng, thành ra người ta chưa biết rằng là hai bên sẽ xử trí như thế nào. Thì một tờ báo Nam Hàn đưa ra một cái ý kiến là Hoa Kỳ rút quân. Thì Hoa Kỳ dĩ nhiên không bao giờ rút quân khỏi Nam Hàn, bởi vì đây là một căn cứ quân sự của họ, để có chuyện gì họ có thể trở tay dễ dàng hơn. Cho nên họ chỉ có đòi cho có đòi mà thôi. Tôi nghĩ rằng đòi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ họ không có dài gì rút quân ra, bởi vì bỏ quân vào thì rất là khó, mà rút ra thì vấn đề ai cũng biết rằng cái chuyện rút ra đó nó không phải là dễ, mặc dù rằng trong nhiều cái chuyện khác thì nó dễ vô cùng. Là đảo Tuvalu. Cái đảo này, cái ngoại trưởng của Tuvalu họ tuyên bố là họ sẽ không để cho Trung Hoa bồi đắp những cái bãi cạn chống nước ngập, là bởi vì họ rất là sợ cái việc vành đai và con đường tiền của Trung Hoa đi vô thì không có lúc nào, chúng ta thấy lúc nào cũng vậy, có viện trợ là phải có điều kiện, không có bao giờ mà tiền chúng tôi đưa không mà quý vị lấy rồi chẳng có làm gì hết. Nhưng mà thành ra là bên chính quyền của Tuvalu họ nói là họ không có cái làm để cho Trung Hoa làm việc đó, và họ vẫn có điều đặc biệt là họ vẫn đồng ý giữ liên lạc với lại Đài Loan. Đài Loan thì chúng ta biết là chỉ còn có khoảng chừng
mười mấy quốc gia trên thế giới là công nhận thôi. Cái lý do mà Trung Hoa đưa ra để mà dụ dỗ đó hay ho lắm. Chúng tôi có đầy đủ kỹ thuật để giúp quý vị bồi đắp cái bãi cạn, tức là cái bãi san hô chống nước ngập. Chống nước ngập và sau đó chúng tôi sẽ cho kỹ thuật viên của chúng tôi chú đóng ở đó để coi như là thường xuyên theo dõi hả anh cơ. Thì họ có một cái bãi cạn mà một công ty của Trung Hoa chứ không phải là nước Trung Hoa. Một công ty của Trung Hoa đến đề nghị với là đó là cho họ mua họ chống ngập ở cái vùng đó bằng cách rằng họ sẽ bồi đắp, bởi vì họ đã có kinh nghiệm bồi đắp các đảo Trường Sa, Hoàng Sa rồi, cho nên để cho họ bồi đắp rồi bằng cách rằng là họ sẽ bỏ tiền ra họ làm chuyện đó free, với cái điều kiện là bên này lấy liên lạc ngoại giao với giữ lại, nghĩa là bỏ liên lạc ngoại giao với Đài Loan và lấy liên lạc ngoại giao với Trung Hoa lục địa. Nhưng mà đằng sau đó nó còn có những cái điều kiện khác nữa mà chúng ta dĩ nhiên là không có biết được, bởi vì báo chí không có đăng. Nhưng mà không bao giờ người Trung Hoa họ sơ hở mấy cái chuyện này. Ví dụ như cái chuyện mà họ bỏ tiền ra, họ cho Sri Lanka vay để họ xây một cái hải cảng bậc nhất ở Sri Lanka. Họ xây xong rồi, cái tổn phí nâng cấp rồi đổi vốn, bao nhiêu thứ chuyện đó làm cho Sri Lanka không thể trả được nợ, cuối cùng phải cho người Trung Hoa thuê cái hải cảng đó 99 năm với một cái giá rẻ để mà lấy tiền trả nợ. Thì bởi vậy ai cũng ngán, từ khi cái vụ đó xảy ra tới bây giờ ai cũng ngán. Và ông Đạo Tú Và Lưu này họ nói rằng là họ đã bác bỏ cái công ty này, là công ty Trung Hoa nói trên, khi họ đề nghị cái biện pháp là họ để cho họ xây cái hòn đảo bãi cạn nó thành một hòn đảo, rồi họ sẽ dâng hiến lại sau một thời gian gì đó cho đảo Tuvalu. Thì đảo Tuvalu nói rằng không, chúng tôi bây giờ đã biết cái chuyện đó rồi, thành ra họ không có làm nữa. Thì đây cũng là một trong những cái thắng lợi của Hoa Kỳ và Đài Loan. Dạ vâng, ở bên Trung Hoa thì họ bác bỏ các tin sai lạc, họ nói là những cái tin đồn mà không có chính xác về cái việc tại sao mà hai bên chưa có ký cái thương ước mậu dịch đợt thứ nhất. Họ chia ra làm nhiều đợt, và cái đợt nhất thì đợt đầu tiên thì người ta nghĩ, mới đầu người ta nghĩ là trong tháng 11 là có thể ký được cái thương ước đó, nhưng mà cuối cùng thì không, là bởi vì Hoa Kỳ nói là Trung Hoa muốn là cái điều kiện đó là phải bỏ ngay lập tức cái thuế mậu dịch ngay bây giờ, một số mà thuế mà ông Tổng thống Trump đã đánh lên 15%, rồi bỏ luôn cái 25% thì họ tiến tới họ ký cái thương ước đợt 1. Nhưng mà đó là phía Hoa Kỳ nói, còn phía Trung Hoa nói rằng thì là đó một số tin đồn, họ không có cải chính hay là nói đúng hay sai, họ nói là có một số tin đồn vô căn cứ và chúng tôi rất lúc nào chúng tôi cũng muốn ký cái thương ước hiệp 1 này. Cái tin này nó xuất phát từ cái bản tin của hãng thông tấn Reuters, khi mà họ cho rằng ông Gao Feng đó là giờ chủ tịch của phòng thương mại của Trung Hoa, bộ trưởng phòng thương mại của Trung Hoa đã cho biết là nó sẽ phải rời tới năm tới, như hôm qua khi anh em mình có bàn qua, là lý do là bên phía Bắc Kinh vẫn còn muốn, như anh Bảo nói, ép Hoa Kỳ phải giảm thật thấp nữa những cái thuế nhập nội hàng hóa của Trung Hoa vào Hoa Kỳ. Thì ông đã bác bỏ cái tin đồn này. Và cộng thêm một cái tin khác cũng đến trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, đó là tờ Bloomberg cũng có loan tin dựa trên một cái nguồn tin ẩn danh của những người được cho là thạo tin trong cái nhóm này, cho biết là ông Lưu Hy phát biểu trong cái bữa ăn tối với lại cái nhóm coi như là thương thuyết của ông của bên phía phái đoàn Trung Hoa, là ông rất là thận trọng về cái phase one của cái cuộc coi như là có thể được thông qua này. Cho nên người ta mới bắt đầu thêu dệt thêm, anh cơ. Dạ vâng, thì thưa các anh và thưa quý vị, người chính trị gia họ có một cái lời bình luận rất là hay. Nghĩa là ví dụ bây giờ khi anh làm chính trị, thì khi người ta hỏi anh một câu, thì anh phải trả lời. Nhưng mà nhiều khi anh trả lời vô bộ, vô thượng, vô phạt, không có liên quan gì tới cái câu hỏi của người ta cả. Nhưng mà anh có trả lời, vậy là xong. Là có như là đó là cái nguyên tắc về anh trả lời các câu hỏi về chính trị. Khi người ta hỏi thì anh trả lời, thì có trả lời, nhưng mà họ trả lời một cách mơ hồ, trả lời tầm bậy tầm bạ, nhiều khi họ nói chuyện khác nữa, nhưng mà coi như là họ có trả lời. Và đó là cái việc của họ, vậy là họ có bộ phận trả lời và họ đã làm xong bộ phận đó mà thôi. Thì cái vụ Trung Hoa nói đây cũng vậy, cái vụ này nó rắc rối ở chỗ này, tức là phía Hoa Kỳ muốn rằng bãi bỏ thương ước thì Trung Hoa phải ký một cái giấy
thừa nhận mua 50 tỷ nông sản của Hoa Kỳ. Đó là điều ông Trump muốn. Nhưng mà Trung Hoa cứ làm cái chuyện, Trung Hoa cứ như bảo là ok, tôi sẽ để cho người ta mua vài chục tỷ của anh. Với, nhưng mà đó không phải là chúng tôi ra lệnh, đó là vì cái nhu cầu của địa phương ở bên Trung Hoa, người ta thấy người ta muốn mua. Thành ra khi người ta không muốn mua thì người ta bỏ ra. Thì cái đó là chuyện đó là mấy ông phải chịu, chứ không phải là chúng tôi ra lệnh được. Bởi vì thương gia họ có cái quyền lợi của họ. Và người Trung Hoa nói như vậy, cho nên Hoa Kỳ thấy không chắc ăn. Bây giờ tôi bỏ lệnh tarif và anh ngày mai ngày kia anh bảo ô bây giờ dư lúa dư bắp quá, dư đậu nành không mua được thì tôi làm sao? Thành ra họ muốn ký một cái giấy rằng người Trung Hoa phải mua chừng đó, thì bên này Hoa Kỳ bỏ lệnh kêu là tarif thì người Trung Hoa không chịu ký. Người Trung Hoa cứ nói quanh, cứ bỏ rằng cái này là chúng tôi có thương gia họ muốn mua mà thôi, chứ chúng tôi chưa có. Nhưng mà họ muốn mua thì bởi vì đâu có thể họ mua một lần được, họ phải mua quá nhiều giai đoạn. Nhưng mà quá nhiều giai đoạn đó là có nghĩa là nửa chừng họ bỏ rơi. Thành ra Hoa Kỳ bây giờ thậm đầu, Hoa Kỳ bây giờ rồi đã không. Bây giờ cứ bánh ít đi, quid pro quo là cái gì? Bánh quy lại, chúng tôi cứ đàng hoàng tự tế. Và ông Trump, ông dứt quyết không có làm cái điều đó. Cho nên người Trung Hoa bây giờ họ trả đũa cái câu mà Hoa Kỳ nói rằng là sẽ thương thuyết cho tới năm 2020. Thì họ nói rằng là ồ, tôi bác bỏ cái luật điều nói trên, chúng tôi cũng làm ăn rất là đàng hoàng thẳng thắn, chúng tôi muốn bỏ tarif này nó cái khác, nhưng mà họ không nhắc đến vấn đề rằng là chúng tôi sẽ ký giấy thuần mua 50 tỷ đô la nông sản. Họ không nói như vậy, mà họ chỉ nói rằng ồ, cái đó tôi để cho nông dân tự do, tôi làm sao mà tôi có thể cấm họ được. Thì hồi nãy anh Phạm Cơ nói là các nhà chính trị gia đó khi mà được đặt một cái câu hỏi thì cái cách trả lời của họ thì họ sẽ trả lời là nếu mà họ không muốn trả lời, họ trả lời vòng vò. Họ trả lời có hay không thì mình cũng chẳng biết là họ trả lời như thế nào. Làm tôi nhớ lại ở trong một cái cuốn truyện Bố Già, thì người nhân vật chính hỏi bố già là làm sao mà con có thể trả lời no được, làm cách nào để trả lời no mà người ta không giận. Thì ông bố già ông chỉ là con trả lời mà người ta cũng chẳng biết con trả lời yes hay no nữa, mà làm cách nào mà con trả lời để cho người ta cũng không nghĩ rằng con từ chối mà cũng không có biết chắc chắn là con chấp nhận. Thì cái đó là cái nguyên tắc của bố già dạy. Thì có lẽ là các chính trị gia ở bên Trung Hoa hay cả Hoa Kỳ hay tất cả những chính trị gia trên thế giới đều học cái câu trả lời no mà nó là yes, yes mà nó là no, mà cũng chẳng hiểu nó là yes hay no nữa. Thưa anh, cái đó là cái mục đích thương thuyết mà tôi nhớ một cái chuyện cười mà tôi nói nhiều lần ở khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam thương thuyết ở Hoa hội Paris, là lập trường của Đảng Cộng sản, họ đưa ra một cái nguyên tắc, lập trường của ta dứt khoát ta giữ, lập trường của địch nếu không trái với lập trường ta thì ta thương thuyết. Vâng. Bây giờ chúng tôi xin nói một số tin khác. Thì tin về Hoa Kỳ chuẩn bị chuyển các di dân bất hợp pháp mà những di dân này bị bắt ở biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ sẽ được thuyên chuyển về Guatemala. Đây là đầu tiên. Thứ nhất đó là các di dân Honduras và El Salvador đang ở trong các trại tạm giam của biên phòng Mỹ ở El Paso. Thì trong khoảng 72 giờ sắp đến thì họ sẽ được thuyên chuyển. Tuy nhiên là nó đích xác chính xác là lúc nào thì người ta cũng chưa có biết. Thì như anh Bảo nói, cái giai đoạn được cho là đầu tiên của cái chương trình này đó nhắm vào những người trưởng thành đến từ các nước ở vùng Trung Mỹ như là Honduras, El Salvador, và trong vòng 3 ngày, tức là 72 tiếng. Thì các viên chức di trú đó cho biết là họ đã có những cuộc phỏng vấn. Có 3 người đi theo cái chương trình mới. Một người vào mới hôm kia, tức là hôm thứ Ba tuần này. Và ngày hôm qua là một người nữa vào ngày thứ Tư. Để mà kiểm tra một cách có hiệu quả. Và sẽ ước tính là họ chỉ có thể giải quyết được từ 10 cho tới 15 người phỏng vấn mỗi ngày mà thôi. Dạ vâng. Dạ. Nó như tôi thì tôi nhìn thấy ở đây một cái chuyện rất là hay. Tức là cuộc đấu tranh ở giữa chính quyền của Hoa Kỳ với những cái lực lượng mà người ta gọi rằng là bảo vệ cho di dân, những lực lượng pháp lý bảo vệ di dân. Ở Hoa Kỳ có nguyên tắc là Hoa Kỳ có ký với Guatemala một cái hiệp ước nói rằng là họ sẽ chịu chứa những cái người dân mà bị bắt ở bên phía biên giới đó. Mà những cái người này là bởi vì họ đã từng đi qua Guatemala rồi và đi qua Honduras với lại El Salvador, cho nên sẽ gửi trả về Guatemala. Và Guatemala đã đồng ý, và cái chuyện đồng ý đó có thể rằng đằng sau là sẽ có một số viện trợ nào đó.
cho Guatemala để Guatemala chấp thuận ký cái hiệp ước đó, và họ đã ký rồi. Thì bây giờ làm sao để thi hành hiệp ước đó mà không bị những cái người mà bảo vệ cho nhân quyền ở tại Hoa Kỳ chống đối? Thì bây giờ đây họ làm sao? Họ đưa ra một cái bản thỏa ước, một cái bản điều lệ làm việc. Và trong cái bản tin này họ viết rất là dài, nhưng mà tôi phải đọc mất, bởi cho đến sáng nay tôi trễ là vì vậy. Vì phải đọc rất là kỹ để mà coi từ họ họ ăn nói ở chỗ nào. Họ nói rằng là trong vài ngày sắp tới là sẽ có một cuộc ra đi trong trật tự như vậy để chở những cái người này về Guatemala. Nhưng mà hiện nay thì chưa có, bởi vì ngày hôm qua mới phỏng vấn còn người thôi. Ngày hôm nay phỏng vấn 3 người, tức là mới tất cả còn mới có 4 người thôi. Yeah. Và khi phỏng vấn, thứ nhất, trong cái điều khoản phỏng vấn, không được quyền cho phép, không cho phép những cái chuyên gia về nhân quyền tham dự, điều đầu tiên. Điều thứ hai là không có xét những cái trẻ em DACA, không có chờ, không là không cho trẻ em DACA đi về nước để tránh bị. Và thứ ba là sẽ không có hỏi rằng là bạn có sợ nguy hiểm khi về lại Guatemala mà hay không, không hỏi câu đó, mà chỉ hỏi thế này: ở Guatemala là anh phải chịu nguy hiểm như thế nào nếu anh về đó? Đó là hai câu hỏi mà họ xuất xét. Tức là câu thứ nhất là không có bao giờ hỏi một cách mơ hồ rằng anh về Guatemala có bị nguy hiểm hay không. Thì nếu người ta say yes là không được, là coi như mình không chuyện người ta đi được. Chỉ hỏi rằng là anh có chắc chắn là khi anh về đó thì nó sẽ giết anh hay là không. Thì phải hỏi một câu trực tiếp như vậy để cho người kia trả lời. Thì nếu họ trả lời yes thì họ phải cung cấp bằng cớ, thì khi đó mới giữ họ lại. Còn không thì phải tống họ về Guatemala. Thì đó là nội dung hai cái câu hỏi chính mà người ta kê ra trong cái bản mà hướng dẫn cho các thẩm phán, các cái chuyên viên phỏng vấn Guatemala. Và khi đó thì khi mà không có chuyên viên nhân quyền, khi mà có đủ thứ chuyện hết thì họ sẽ hỏi rất là mau. Nhưng mà trước mắt thì họ mới phỏng vấn đầy khá như vậy, và họ chờ xong rồi họ tập dượt cho kỳ. Và khi họ làm vô làm thì tất cả những cái đám người mà đang sống ở El Paso đó, ngoài từ DACA và những gia đình, thì tất cả những đám người lớn đi một mình thì họ sẽ tống cổ về Guatemala cả. Dạ vâng, Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ chuẩn bị một dự luật mà bôi bỏ những cái bản án cần sa trên hồ sơ tư pháp của liên bang. Lý do mà Hạ viện đưa ra cái này là bởi vì thứ nhất, chúng ta thấy luật hiện tại của liên bang và luật của tiểu bang, có một số luật nó giống như là chồng chéo lẫn nhau. Là bởi vì luật của tiểu bang, 33 tiểu bang ở trên đất Hoa Kỳ này đã chấp nhận cần sa, cho sử dụng cần sa với một cái số liều lượng nhỏ, trong khi luật của liên bang là cấm, không có cho sử dụng. Thì bây giờ hai cái luật này nó đi ngược lại với nhau như vậy thì nó đâm ra nó rất là vô lý. Do đó Hạ viện Hoa Kỳ họ đưa ra một cái luật mà họ gọi là luật Moore, tức là nếu mà những cái hồ sơ tư pháp, những hồ sơ hình sự của liên bang mà đã có trong hồ sơ này rồi á, thì bây giờ họ sẽ bỏ, họ sẽ bôi tức đi hết, tức là hồi tố lại. Dạ, dạ. Vâng, nó làm ngược lại đi. Và cái dự luật này thì nó đã được thông qua ở trong cái ủy ban đặc biệt của Hạ viện, thông qua với tỷ số là 24-10. Dạ. Nói tóm tắt đó, thì bên phía liên bang là muốn để cho tiểu bang có nhiều quyền hơn tự quyết định và giải quyết cái vấn đề vô cùng là chồng chéo và rắc rối này. Dạ vâng, thì thực sự ra thì họ tiểu bang thì đương nhiên là họ có quyền làm rồi. Và bây giờ cái vấn đề, cái đạo luật, cái dự luật này đó là cố ý đưa ra để giải quyết tình trạng của liên bang. Tức là liên bang bây giờ không giải quyết được, và họ muốn rằng là phải, nếu mà 33 tiểu bang hay là 39 tiểu bang gì đó đồng ý như vậy rồi, thì cho vấn đề cần sa medical, tức là được quyền hút cần sa để trị bệnh, thì lúc bây giờ cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Và bây giờ không thể làm gì khác hơn thì chúng ta phải sửa cái luật liên bang lại cho nó phù hợp với cái tình trạng của 39 tiểu bang. Thì đó là điều họ làm đương nhiên. Thì đó là những cái gì mà Hạ viện đang làm. Dạ. Yeah. Bộ Giáo dục công bố cái thống kê về tiền nợ khi đi học và tiền lương khi ra trường ở nhiều đại học của Hoa Kỳ. Thì có lẽ là đây là cái việc làm để cho người ta thấy có cái sự so sánh. Bây giờ nếu mà một người đi học theo cái ngành y khoa, họ sẽ học bao nhiêu năm, họ sẽ tốn, nếu mà phải mượn tiền, tiền nợ hay là tiền chi phí cho cái đó là bao nhiêu. Thì khi ra trường, cái lương của họ là bao nhiêu, để có cái sự so sánh nó có lẽ nó dễ dàng hơn. Nếu mà mình đi học về một cái ngành như là thương mại, tốn bao nhiêu đó tiền ra thì cái việc làm nó được bao nhiêu. Nhưng mà cái việc này chúng ta thấy là cái này nó thực tế, tức là
tiền đóng tiền học và tiền đi làm, nhưng nó không có nói đến là cái sở thích, cái yêu thích, cái passion của một người. Ví dụ như một người muốn làm thầy giáo, muốn làm cô giáo, muốn tiến bộ, muốn làm cho cái tương lai của giới trẻ, của những đứa bé, tương lai của đất nước nó tiến lên, thì người ta đi học cái số tiền cũng là cao, nhưng mà ra làm thì cái lương nó quá ít, nó xảy ra những cái vụ biểu tình của thầy cô. Cần bao nhiêu năm thì mới, nếu mà lấy một cái bằng bác sĩ đi, sơ sơ thôi, tức là cái tiền loan đó là khoảng từ nửa triệu cho có thể hơn, tùy theo ngành. Bao nhiêu năm nếu ra trường may mắn có việc có job thì trả lại được cái tiền đó. Thưa bác anh, sĩ đâu như... có may mắn anh, bác sĩ ra trường có việc liền chứ. Đáng thưa thiếu anh, đúng rồi. Vâng, thưa anh, nó như thế này. Cái vấn đề hiện nay đó là anh đã biết là cái vụ thi SAT. Dạ. An Giang để đi vào mấy cái trường đại học nổi tiếng. Mà mấy trường đại học nổi tiếng thì giống như ông Đặng Thiệu Bình nói, mèo trắng mèo đen, mèo nào mà bắt chuột là tốt thôi. Thì trường đại học nhỏ hay trường đại học lớn, cái bằng cử nhân nó cũng giống nhau. Cái bằng về bachelor của vấn đề thương mại hay là tài chính nó vẫn giống nhau. Người ta được đối xử như nhau, nhưng mà đó là nguyên tắc. Nhưng mà cái rất là quan trọng là cái hiệp hội cựu học sinh. Ví dụ như anh Bảo là CEO của một cái công ty mà anh hồi xưa anh học ở Harvard, học ở mấy cái trường kêu là Ivy League, thì đương nhiên anh thấy anh dặn thư ký, ê, hồ sơ mấy đứa đó vô là cho nó vô gặp tôi nha. Thì đương nhiên họ có cái đường dây cựu học sinh, mà những cái trường đó là họ làm lớn hết, cho nên người ta muốn vô mấy cái trường đó là vì vậy, chứ không phải là cái vì danh tiếng, tức là cái tương lai nó dài. Bây giờ Bộ Giáo dục rất là hay, Bộ Giáo dục mới là đưa ra con số thống kê toàn quốc. Cái con số này nó hay để cho người ta có cái khuynh hướng nhìn cái sự thật. Ví dụ như đi học một cái trường lớn tốn bao nhiêu tiền, rồi đi ra trường bao nhiêu tiền, nó có đáng hay là không, hay mình học một cái trường nhỏ, rồi một bất cứ học một cái trường nào đó, rồi ra trường đi làm thì được bao nhiêu tiền, nó lời như thế nào. Học 2 năm ra trường kiếm việc làm được liền, hay là học 4 năm ra trường rồi thất nghiệp, thì họ có con số thống kê mà chỉ có Bộ Giáo dục nắm được mà thôi. Cho nên Bộ Giáo dục lần đầu tiên đã đưa ra, lần này là cái lần đầu tiên từ lâu đến nay họ mới đưa ra con số thống kê một cách rõ ràng như vậy. Từ xưa họ chỉ nói mập mờ rằng là ra cử nhân đi làm bác sĩ được bao nhiêu tiền vậy thôi, còn con số tiền tiêu thì họ nói chung, tức là họ cộng hết tất cả các cái trường mắc tiền từ các cái trường rẻ tiền, coi thử là học cộng chung, họ lấy con số trung bình, cái điều đó sai. Bây giờ đây Bộ Giáo dục ra một con số rất là rõ, trường nào học bao nhiêu, ra trường bao nhiêu, làm việc tiền bao nhiêu, thì đó là con số rõ, nói từng trường như vậy, cho nên dành cho cái người ta nhìn vô con số thống kê đó, họ có một cái khái niệm rõ ràng về công ăn việc làm và về cái quyết định của họ khi họ chọn trường đại học. Thì tôi cho rằng là lần đầu tiên tôi thấy rằng là Bộ Giáo dục, bà Betsy này là cái người mà rất là giàu có, bà là cái người mà chủ trương những cái điều tôi chống, ví dụ như là không có chấp nhận trường trường charter school. Bà chấp nhận trường charter thay thế trường public, là cái điều đó ghê gớm lắm, mà bà dám làm những cái việc như vậy. Nhưng mà giờ đây thì cái chuyện này là một cái chuyện mà phải nói là tôi cho rằng là hay nhất của Bộ Giáo dục từ trước đến nay. Dạ vâng, chúng ta còn 5 phút nữa phải nói về cái tin mà anh Vũ Kiểm anh đợi nãy giờ. Ông Hunter Biden. Hunter Biden. Thì ông Joe Biden là cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ. Ông có những một số người con. Thì thứ nhất là chúng ta nói đến ông Bo Biden. Biden. Yeah. Ông Bo Biden thì ông đã qua đời. Lúc mà ông qua đời thì bà vợ của ông là Hailey Biden coi như là không có chồng, thành quá phụ. Thì cái ông Hunter Biden là ông em của ông em chồng. Em, yeah. Yeah, vâng. Thì ông này ông lại đi có gian díu với lại cái người chị dâu của mình. Rồi bây giờ bà chị dâu này bà có một đứa con và bà đem cái hồ sơ ra tòa và bà đòi tiền trợ cấp. Dạ. Tiền trợ cấp. Không, cái người này là người khác nữa anh. Không. Hai nhân vật nó khác nhau. Cái người mà có con đó là một cái người đàn bà khác ở Arkansas. Dạ. Chứ dạ. Không phải là bà. Dạ không. Không phải là dạ không. Bà. Đó là bởi vậy có lẽ là tôi thấy cái tin này của anh Vũ Kiểm thích, thành thử tôi phải nhường cho anh Vũ Kiểm nói cái tin này mới được. Con của Phó Tổng thống phong lưu nhất mực mà người ta hay nói đó. Phong lưu nhất mực không quân. Hồng quân. Ai nói là ông là bạch quân anh. Dạ. À, thì đó, nhưng mà đại khái đó người ta hay nói là tình trụy duyên em, nhưng mà đây là trường hợp tình anh nhưng mà duyên em, tại vì anh
mất rồi. Bây giờ chị dâu quá thì vẫn còn mơn mởn đào tơ, chả biết bao nhiêu cái xuân xanh, nhưng cái chuyện đó là chuyện trong nhà. Ở ngoài nhà, một tiểu bang xa xôi, Arkansas, lại lòi ra một phụ nữ khác có con với lại Hunter Biden và đã đi làm thử nghiệm DNA, xác minh, không chối vào đâu được anh cơ. Nếu mà như vậy thì đâu có gì lớn chuyện đâu anh. Đâu, bà đó, ông đâu có đẻ con với bà chị dâu đâu. Dạ đúng rồi, ông không đẻ con với bà chị dâu. Ông đẻ con người khác thì đâu có sao đâu. Dạ thì đúng rồi, không có sao hết. Nhưng mà, nhưng mà như thế này, ông hồi trước, ông không có chịu tiền trợ cấp. Vì ông nào cũng phải có gặp. Thì người ta mới đi làm DNA. Đã. À, thì còn hồi trước á, là tại vì ông, khi ông đi theo cái bà Bo Biden đó, tức là bà chị dâu của mình đó, thì ông cũng đi, thì ông cái kiệu của ông xa đọa, giờ suốt ngày nhậu nhẹt và đi tới những cái strip club, những cái club khỏa thân này nọ kia khác. Thành ra bà kia bà chán, bà bỏ luôn. Thành ra ông với là, và trong khi cái bản tin này nó nhấn mạnh ở chỗ rằng là trong khi ông này đang dating với bà Bo Biden thì ông lại đi qua Arkansas và có một đứa con riêng với nó, đẻ ra trong cái thời gian dating, chứ không có phải rằng là mới khi mà ông thôi bà chị dâu ông mới đẻ đâu. Thì đó là cái chuyện buồn cười hai của gia đình để nói lên cái tác phong và đạo đức của Hunter. Thứ nhất là không cấp tiền trợ cấp cho con ruột của mình là một cái điều thiếu đạo đức, nói vắn tắt tin nói là như vậy. Điều thứ hai, lén phén với lại chị dâu quá, nghĩa là trong khi mà chị dâu mình ở với ông anh mình thì mình còn có liếc mắt liếc được rồi, chắc chắn. Thì bởi vậy cho nên khi ông mới chết cái thì mình mới đây tính được chứ. Hồi đó ông Joe Biden cũng khổ về chuyện này lắm, ông đã phải đưa cái bản tin này ra. Hồi đó ông làm phó tổng thống mà cái chuyện này, nhưng mà vì ông làm phó tổng thống cho nên người ta không dám đàm tiếu, họ được cho vụ này qua. Và nó quan trọng là Hunter Biden cũng là một trong những nhân vật chính, tâm điểm của cái vụ điều trần Ukraine này. Mà cái vụ này nó sẽ Việt làm Nam, lớn. Việt Nam mình nói là hoa thơm thì phải đánh cả cụm. Thì bây giờ đó là cho mấy ông thôi, còn mấy bà thì sao? Mấy bà thấy là cây thơm mình cũng đánh cả cụm luôn. Ông chồng mình rồi em chồng mình cũng ngon lành quá, thì tại sao mình không... Lúc đầu bà tưởng là ngon lành, nhưng mà sao bà thấy thằng cha này nó quá bé đi. Anh bảo không binh được đâu, tôi với anh Cơ một phe rồi. Không, tôi không có binh, tôi không có binh cái ông này. Tôi chỉ binh cho cái bà vợ của ông Bo Biden thôi. Tại vì mấy anh á, thì mấy anh nói là lấy tình chị duyên em, lấy bà chị rồi bà chị chết rồi lấy luôn cô em cho nó giữ trong gia đình. Thì hoa thơm đánh cả cụm thì chuyện đó là chuyện thường tình. Trong khi bà này là bà ông chồng bà chết thì em chồng bà cũng là ngon lành thì cho bà... À, cặp bồ thì cũng có sao đâu. Tôi không thấy sao đâu. Nhưng mà tôi thấy luật sư đôi khi cũng có chút sơ hở. Chứ không phải là hoàn toàn khi nào cũng phải thuộc là lý luận sắc đẹp. Kết thúc tắt máy đi anh bảo. Tắt máy phải không ạ? 7:55 rồi phải không ạ? Bây giờ mình tắt máy rồi mình nói chuyện tiếp. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại với quý vị ngày mai cũng từ 7 giờ đến 8 giờ.